Vào chiều ngày 6 tháng 3, Jenny đã trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác tại Pháp với tuần lễ thời trang Paris. Ngay khi xuất hiện, CEO của công ty Haute Couture đã nhận sự quan tâm của rất đông giới phóng viên cũng như người hâm mộ. Đặc biệt, các fan tại sân bay còn thích thú gọi Jenny là Kim Sarangnim. Điều này khiến cho nàng Chanel sống không giấu được sự xấu hổ mà nở nụ cười và che mặt vì ngại ngùng. Bên cạnh phản ứng của Jenny, đồng hành của quản lý Simo Shop cũng gây chú ý không kém. Theo đó, khi nghe thấy người hâm mộ gọi chồng Kim, nam quản lý đã lập tức nhìn sang Jenny. Khi thấy cô nàng ngượng ngùng, anh chàng cũng phải nở nụ cười tươi, dù trước đó đang khá nghiêm túc để bảo vệ Jenny giữa rừng người hâm mộ. Khoảnh khắc này nhanh chóng được các fan chia sẻ trên mạng xã hội. Ai nấy đều tấm tắc thừa nhận Jenny đã có quản lý tốt khi luôn bên cạnh bảo vệ và hiểu tâm lý nghệ sĩ. Trong một tin tức khác, Jenny luôn được biết đến với tỷ lệ cơ thể tuyệt đẹp. Dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng người hâm mộ vẫn thường xuyên phải trầm trồ trước thân hình của cô. Kích thước khuôn mặt nhỏ nhắn của Jenny một lần nữa được nâng lên nhờ xuất hiện trong căn hộ 404. Trong một trò chơi của chương trình, Jenny đã phải đeo mặt nạ ngủ để bịt mắt. Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, ngay cả Lee Jong Ha cũng phải choáng váng khi nhận xét rằng khuôn mặt của Jenny thực sự rất nhỏ. Các diễn viên khác cũng rất kinh ngạc trước cách chiếc mặt nạ ngủ có thể che hết mọi đường nét khuôn mặt của cô. Cư dân mạng đồng tình rằng khuôn mặt của Jenny rất nhỏ nên tỷ lệ cơ thể của cô trông càng đẹp hơn. Chúng mình là Top Sao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.